Hi mọi người nha, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và đến với clip hôm nay sẽ là toàn những ạc giá rẻ và những ạc ít tiền thôi nha anh em nhé. Rồi đến với cái ạc đầu tiên, ạc 2 server, đấy, đặc quyền VIP 5 level 69, giá đi 1.21 và hạ gục hơn 3.000 kill. Ạc thì full một vòng budget bon bit nhé, giá cực kỳ ok luôn, dưới 200k, nói chung là hơn 100k, 199k nha anh em nhé. Đấy, budget bon bit này. Rồi 6 lòng ạc Vinh nhé, 2 server chứ không phải là mới lập nha anh em nhé, rất là ok, về chơi hẳn 2 server được. Và đặc biệt là hôm nay có sẽ nhận thẻ luôn cho anh nhé. Bán Zed Bon Beat, 6 lòng, D Bon Beat, D Thunder, BCA, C Lovia Dragon, Dep Tổ Ong, Thực Ca, EF Phonix Gold và một cái Đao Fury. Có M4 băng này, Zed Bán Zed Belly, rồi Alaconda Fire, Quán Băng, Quán Belly các kiểu. 9A91 X-Max thông tí cũng khá khá nhanh em nhé, ăn Vinh nhanh em nhé. Rồi sẻng X-Max, Ruby Chicken, M4A1 X-Max, DDSS, Justin Bull, Búa Sắp. Rồi nhân vật chỉ có nhân vật 2 vòng quay thôi, con Rốt và con Maria. Rồi nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP. À không, nhẫn này thì chưa tẩy ra anh em ạ, vì quen rồi, lúc nãy vừa mới test cái hạt kia có nhận ngắm kẻ địch hiện HP. Đấy, Thiên Phú thì hạt này đặc biệt là nó còn chưa cả úp cơ. Đấy, đấy có úp được có mấy cái ô vớ vẩn này. Đấy, còn hơn 100 điểm Thiên Phú đấy thì phải, 120 mấy điểm. Đấy, úp được gần mắc gỡ bom nhanh rồi. Đúng, tôi tăng luôn mấy cái này đi. Tăng cái ổn định này. Giảm. Rồi tôi sẽ show lại cho anh em xem. Vòng quay đi. Thì nói chung là tại thì chỉ quay một full một vòng nha anh em nhé, còn đâu chưa quay thêm cái gì cả. Đấy, giá thì có hơn 100k thôi, cực kỳ khuyến mãi luôn. Và hôm nay cả nhận thẻ luôn cho anh em. Level 69 này, VIP 5. Đấy, KD 1.2. Nói chung là tầm tiền đấy thì anh em nạp vào cũng chả quay được cái gì. Đây thì đã được full vòng bán Zed Bon Beat, có thêm 6 lòng để DIE, DIE Thunder, một cái rừng xanh, một cái nhấp đổ ong, rồi DIE Phonix Gold, Đao Fury, cái bán Zed Belly các kiểu. Nhân vật thì có Rốt và có Maria này, vật phẩm thì có nhẫn, rất là ok. Rồi tôi sẽ đến với càng tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cái ạc tiếp theo. Đấy, đặc quyền VIP 2 level 77, ạc 2 server nhưng em nhé, nhưng mà bên iOS sẽ ngon hơn bên Android. Đấy, KD thì chỉ có 0.88 thôi, hạ gục hơn 9.000 kill, còn 2.296 kim cương nha anh em nhé. Đặc quyền VIP 2 mới nạp ít thôi, cực kỳ chất luôn. Đấy, anh em nào thích ạc chất thì mua ạc này VIP 2 thôi, vẫn còn gần 2k3 kim cương. Giá thì hơn 200k, cực kỳ ngon luôn. M4A1 Bon Beat này, M4A1 Jewelry, full vòng 3Z Bon Beat, Thompson Băng để DAI, đấy, Golden Sack, DE Bon Beat, DE Thunder này, rồi Akazosa, BCA Cellobel Dragon, A12 Booster, Ska, Nục Đồ Bò Băng, IAF Phonix Gold. Nói chung ạc này rất là ok, vừa đủ anh em chơi nhé. Nắm đấm Titan, móng rồng, set quắm băng này, rồi các kiểu súng tím rất là nhiều. Đấy, tôi sẽ kéo qua cho anh em xem thôi, Justin Bull các kiểu. Thì đặc quyền thấp ý thì là ạc nạp có ít thôi, thì anh em nào vẫn nạp thì vẫn còn được sự kiện nạp tích lũy lần đầu rồi các kiểu nha anh em nhé. Đấy, nhẫn thì cũng chưa tẩy đâu. Thiên Phú thì nói chung Thiên Phú đẹp đấy, tại vì BVB nó hầu như đã mắc rồi, tại vì mới có level 7 mấy thì nói chung là được như vậy là tốt rồi. Đấy, vòng 3 thì full vòng bon beat anh em nhé, vòng M4 thì quay thì có 4 ô thôi. Đấy, đặc quyền mới có VIP 2 thôi nha anh em nhé, cực kỳ chất luôn. Đấy, anh em nào khoái ạc level VIP thấp thì có thể mua. Đấy,
Đấy thì anh em mua thì rất là ok, đầy đủ M4 này, rồi vòng 3Z này, không sơn để DIY, hai cây lục VIP AK, rồi các kiểu lục đồ bò có nha anh em nhé, các kiểu đều có hết. Nhân vật thì AOE và con Maria thôi. Rồi ta sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cạc số 3. Thì cạc này tôi sẽ sâu nhanh thôi, vì cạc này tôi sâu rồi nha anh em nhé. Đấy, cạc Lizzy B, đặc quyền VIP 7, cạc Zalo. Và nói chung là cạc này thì bán rất là rẻ thôi, có mấy trăm K thôi. Thì chủ cạc đang cần bán gấp. Nói chung là nhiều cạc thì bán đi chứ chơi không hết. Đấy, đặc quyền VIP 7 level 100, KD 2.06, hạ gục 53.000 kim. À, còn 311 kim cương để anh em mua thẻ đổi tên thôi. KD cực kỳ ok nha anh em, kill hạ cũng rất là nhiều luôn. À, 2 server. Rồi không nhìn nhận nữa, tôi sẽ vào sâu nhanh cho anh em xem thôi. Thì full 3 vòng AK Transformer này, M4A1 Transformer, M4A1 Beat, M4A1 SWD, AWM Inferno Dragon, 3Z Bon Beat, 6 Long, Phương Sơn Băng, A12 Hayfire, Golden Tuck, DE Bon Beat cận chiến thì có một cái diều xanh VIP, một cái diều VIP level 2, một cây Kuri VIP chỉ delay với 3Z cũng rất là ok. AK Bá Tước, AK Gusta, M240B Tesla, hai khẩu luôn. Đấy, cung thì có cung Fury này, tục đồ bò băng, IAS Phonic, IAS Phonic Gold, Katala Transformer, Long Lan Song Kích, AK Vũ Công, AK Belly, quắm, tục tím rất là nhiều nha anh em nhé, AK Chao, AK Gold, các kiểu, nói chung là rất là nhiều. Palette Rival Dragon, đấy, tôi sẽ kéo qua thôi, đấy, cực kỳ nhiều súng tím luôn. Nhân vật thì full nhân vật 3 vòng quay. 27 đá thức tỉnh thơm sơn này. Nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP, hai dòng 4 sao, một dòng 5 sao. Dây chuyền cũng khá là ok, một dòng 5 sao và hai dòng 3 sao nha anh em. Đấy, ạc thì Zalo, hai xếp vào và thiên phú cũng rất là đẹp luôn. Đấy, thiên phú úp rất là đều và mắc gần hết rồi. BBB thì còn có một ô nữa là mắc thôi. Đấy. Level 100, đặc quyền VIP 7, KD 2 chấm, hạ gục 50.000 kill nha anh em nhé. Đấy. Full 3 vòng, AK M4 3Z này. Đấy. Cận chiến cũng rất là ok, có 3 cây VIP. Thì cái cây quắm này để đi lấy 3Z là ok rồi. Rồi vũ khí cam, cung, lục đồ bò. Nhân vật thì 3 vòng quay, nhẫn cũng rất là đẹp rồi, nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với một số cái ạc rẻ nữa nha anh em nhé. Đấy. Đặc quyền VIP 3, ạc dinh, 2 server, level 57, KD 1.09. Đấy, giá thì 100k nha anh em nhé. Nói chung là gần 100k thôi. Mấy chục k thôi, MSG level 1 này, ZBK level 1, DE Thunder, AK thì cũng có khẩu AK Rusa, 9A915, Z3Z Only, có cả quắm các kiểu. Đấy, AK Chao, AK Gold. Nói chung là có một số ạc vài chục ca dành cho anh em nào mới chơi hoặc là ít tiền mua về chơi tạm cho vui thôi anh em ạ. Đấy, cũng không quan trọng lắm đâu. Cứ đầy đủ AK, 3Z các thứ là ok rồi. Nhân vật thì có con AOE thủ diễn này. Đấy, 10 điểm thiên phú ấy, chưa úp. Đấy, thiên phú thì cũng úp tương đối thôi anh em ạ. Đấy, cũng được vài ô thôi. Đấy, tăng được phát. Rồi tôi sẽ sâu lại một lần nữa, VIP 3 nha anh em nhé, level 57 và được cái là hai server chơi được. Đấy, kho đồ thì có hai khẩu DIY, một khẩu DE Thunder, delay 3Z rất là ngon, Agarusa, set 3Z Deoli, Akachao, Akagon các kiểu. Đấy, nhân vật có nha anh em nhé, rồi tôi sẽ đến với cái tiếp theo. Rồi đến với cái cuối cùng nha anh em nhé, thì cũng rất là ok. Đặc quyền VIP 2 thôi, level 73, KD 1.59 và hạ gục 10.000 kill, hạ còn 876 kim cương. Đấy, thì giá cũng rất là ok thôi, 100k thôi. AK VIP này, rồi AK Zosa, 3Z thì nói chung là có vài súng thôi. 3Z thì có 3Z Nova Dragon, rồi một cây gậy đầu lông và một số súng tím AK, World Team B Royal Dragon, USB này.
AWM các kiểu và một số súng trắng. Nhân vật thì lại rất tiếc là chưa quay ra anh em ạ. Rồi thiên phú thì cũng khá là ok, một ô nữa là mắc cỡ bom nhanh rồi đấy. Thì kho đồ nó chỉ có vậy thôi. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Thì anh em nào mua hàng inbox Zalo tôi. Rồi tạm biệt anh em nhé.